Chương một. Ta là Tôn Ngộ Không? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đây là một mảnh mênh mang dãy núi. Sáng sớm, ánh ban mai sáng lạng, phản phất cánh hoa giống nhau chiếu xuống, đem sơn xuyên đại địa nhuộm màu sắc rực rỡ. Non xanh nước biếc giữa, càng có mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Một cái mọc ra con vượng cái đuôi quái dị hài đồng, ước chừng bảy tám tuổi dáng vẻ, chính đón ánh ban mai, con vượn một dạng tại trong rừng núi tạc qua như bay. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, nhưng khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, như vậy hành vi, không giống chơi đùa, ngược phản phất là tại rèn luyện. Trên đường đi, chỗ đi qua, tước bay vượn nhảy, thú hống chim hót không ngừng bên tai. Bất quá, những động vật này cũng chính là gọi hai tiếng, rống mấy giọng, biểu đạt mình một chút bất mãn, sau đó liền tự mình lưu bù lên, săn đuổi tiếp tục săn đuổi, kiếm ăn tiếp tục kiếm ăn. Hiển nhiên, tình hình như vậy bọn họ sớm đã thành thói quen, cũng không sẽ được bị kinh sợ. Vòng quanh sơn lâm tạ qua tầm vài vòng vòng, hai đồng đỉnh đầu dần dần bốc lên đằng đằng hơi nóng, sắc mặt cũng biến thành như táo đỏ một dạng mồ hôi càng là như mưa chảy xuống. Hồng học, hồng học, hắn từng ngụm từng ngụm thở hào hển. Cực hạn, đột phá cực hạn, cái này một lần ta nhất định phải đột phá cực hạn. Phản phất đang vì mình động viên, hoặc như là tại kiên định tín niệm mình một dạng hài đồng lớn tiếng kêu một câu, sau đó cắn răng kiên trì, tiếp tục tại trong rừng núi tốc độ cao tạc qua. Rốt cuộc, ngay tại hắn sắp mệt mỏi ngất đi thời điểm, trong đầu vang lên một cái có chút kỳ quái thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ đột phá thân thể cực hạn, thân thể tố chất lần hai tăng lên. Cái này thanh âm mặc dù quái dị, nhưng nghe tại hài đồng trong tai, lại phản phất âm thanh thiên nhiên. Hô! Hồ. Rốt cuộc lần hai đột phá cực hạn. Hai đồng giống như chó chết té xuống đất thở hồng học lấy, tốt sau một hồi lâu mới khôi phục như cũ. Sau đó hắn đi tới một cái sơn cốc. Trong sơn cốc, có một tòa phong cách cổ xưa nhà, đây là hắn chỗ ở nhân sinh thật rất kỳ diệu. Một tháng trước, hắn còn gọi Tôn Ngô không, là một tên phổ phổ thông thông học sinh lớp 11, mà lúc này, hắn lại gọi Tôn Ngộ không, còn có một cái siêu xây đa tên Ca Cát mặc dù nhưng đã ở chỗ này sinh hoạt hơn một tháng, nhưng là tôn Ngô không vẫn còn có chút không thể tin được hết thấy các thứ này đều là thật, hắn cảm giác mình phản phất còn đang nằm mơ, chẳng qua là giấc mộng này có chút dài mà thôi. Là hết thấy các thứ này lúc ban đầu quả thật là vì một giấc mộng, tôn Ngô không nhớ rất rõ ràng, đó là tại thứ ba buổi sáng một tiết lớp số học, hắn bởi vì chung một đêm thức đêm chơi game duyên cớ không cẩn thận tại trong lớp đánh ngủ gật. Sau đó hắn liền tiến vào một cái mộng cảnh trong mộng hắn biến thành một tảng đá có lẽ cũng có thể là hắn tiến vào một tảng đá loại cảm giác đó có chút kỳ quái tôn ngô không có chút không phân rõ kết quả là chuyện gì xảy ra mà còn ngay tại hắn cố gắng nghĩ phải hiểu rõ chính mình đến cùng biến thành một tảng đá vẫn là tiến vào một tảng đá thời điểm đột nhiên một tiếng vang thật lớn trời lông đất lở một dạng ngay sau đó hắn liền cảm giác mình từ đá đụng tới biến thành một cái cả người là mau hầu tử. Ta thảo, hầu tử. Nhất thời, tôn ngô không trong lòng giống như hàng tỷ thảo nê mã lao nhanh qua, trong nháy mắt mộng bức. Mặc dù bởi vì dáng dấp đẹp trai, là cái đại soái bức duyên cớ, đã từng có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp bày tỏ qua phải cho hắn sinh hầu tử, nhưng ni mã, đại soái giống như thật biến thành hầu tử, phỏng chừng lại cũng không có nữ sinh phải cho hắn sinh hầu tử. Bất quá, hắn còn chưa kịp thoáng cái than thở hoặc là tới một câu cút mắng, một cái kỳ quái thanh âm ngay tại trong lòng hắn vang lên. Ken, cực hạn hệ thống khởi động, chúc mừng ký chủ trở thành cực hạn hệ thống thứ 0001 vị thể nghiệm người. Bắt đầu kiểm tra thế giới. Ký chủ vị trí thế giới là Tây Du Ký Thế Giới, độ khó cấp độ SSS, thấy rằng thế giới độ khó quá cao, lần nữa là ký chủ xứng đôi thế giới. Thế giới lục soát trong. Xứng đôi thành công, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, sắp đi hạ một thế giới, tới thế giới là bảy viên ngọc trồng thế giới. Tôn Ngô không lần hai mộng bức, không đợi hắn kịp phản ứng mình một chút ý kiến, ngay sau đó, hắn liền cảm giác mình bị một cổ không cách nào ngăn cản cự lực kéo vào trong hư không. Tại bóng đêm vô tận bên trong, Tôn Ngô không không biết qua lại bao lâu, chờ hắn lần hai thấy quang minh thời điểm, liền phát hiện mình biến thành bộ dáng bây giờ, một cái nhìn qua chỉ có bảy tám tuổi, nhưng tuổi thật cũng đã là mười bốn tuổi tiểu thí hài. Vấn đề tuổi tác, mọi người cũng không cần cuốn quyết, là thuận lợi, cứ dựa theo mười bốn tuổi tới viết. Ba mẹ, người nào cho các ngươi cho ta đặt tên thời điểm độ bớt chuyện, một cái họ tôn, một cái họ ngô, liền cho ta gọi là tôn ngô không, lần này được rồi. Con trai của các ngươi ta thật biến thành tôn ngộ không? hơn nữa còn là trải qua thạch hầu xuất thế lại phụ thân siêu say đa siêu cấp tôn ngộ không. Một tháng qua này, tôn ngô không không chỉ một lần như vậy than thở qua. Bất quá, than thở thuộc về than thở, hắn lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Dù sao, hắn biết rõ đây không phải là một giấc mộng, mà là sự thật. Trải qua thời gian một tháng này, tôn ngô không, nhà, hiện tại phải nói là tôn ngộ không đã tiếp nhận hết thảy các thứ này, mà còn đối đưa hắn mang tới bảy viên ngọc đồng thế giới cực hạn hệ thống cũng có nhất định biết. Danh như ý nghĩa, cực hạn hệ thống chính là một cái trợ giúp ký chủ đột phá cực hạn hệ thống, mà còn ký chủ một khi đột phá cực hạn, năng lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Một tháng qua này, Tôn Ngộ không không chỉ một lần đột phá thân thể cực hạn, bây giờ, hắn thân thể tố chất đã vượt qua xa phổ thông nhân loại. Bất quá, Cực hạn hệ thống có thể trợ giúp ký chủ đột phá cũng không phải là cũng chỉ có thân thể tố chất, những phương diện khác, ví dụ như võ học, đạo pháp, tài nấu ăn, lái, vân vân, hết thảy năng lực, cực hạn hệ thống đều có thể trợ giúp ký chủ đột phá, thậm chí là giữa nam nữ ngượng nguồn năng lực, hệ thống cũng có thể trợ giúp ký chủ đột phá. Hiểu được những thứ này sau đó, tôn ngộ không hăng hái mười phần đây, đặc biệt là biết hệ thống còn có thể giúp tăng lên ngượng nguồn năng lực sau đó, tôn ngộ không càng là mâu chân sức, là tương lai mình tính phúc đại nghiệp, chuẩn bị làm một trận lớn. Cái này không phải, đi tới cái thế giới này mới hơn một tháng, hắn cũng đã ba lần đột phá thân thể cực hạn, bất quá, hắn cũng phát hiện, theo đột phá số lần tăng thêm, thân thể cực hạn cũng càng ngày càng khó lấy đột phá. Tỷ như, hắn lần thứ nhất đột phá thân thể cực hạn chỉ dùng hai ngày liền làm đến, mà lần thứ hai là dùng một tuần, lần thứ ba càng là dùng gần ba tuần mới làm được mà còn, tại lần này sau khi đột phá, hắn cảm giác mình nếu muốn lần hai đột phá thân thể cực hạn, đem sẽ càng khó khăn. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.